chúng ta thấy rằng ở Việt Nam có quy định rằng những ai đâu đó có thu nhập trên 15 triệu một tháng từ nhiều nguồn khác nhau cộng gom lại có thể được bắt đầu tính vào tầng lớp A, tức nghĩa là tầng lớp của những người giàu, những người có điều kiện, những người có thu nhập tốt. Và tầng lớp này nó tăng dần đến từ A1 tới A5 là trên 150 triệu. Nên là chúng ta thấy được những ai có tầm 150 triệu một tháng là những người thuộc vào tầng lớp khá là giàu ở Việt Nam. Vậy thì làm sao để nhận diện được những cái vị khách này, những cái vị khách hàng tiềm năng này thông qua cái cách mà họ ăn mặc, thông qua cái phong thái của họ, hay chúng ta thường là thông qua cái thần thái của họ. Có những người chúng ta gặp họ lần đầu tiên, chúng ta chỉ cần nhìn lướt qua cách họ đi đứng, cách họ mặc đồ gì, cách họ sử dụng một cái thẻ tín dụng thế nào, cách họ lái chiếc xe vân vân, cũng thể hiện được cái gọi là cái chất gỗ trong một cái khối gỗ. Người ta hay nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, thì tốt gỗ là tốt trong ở phần một cái phần chất. Thì có hai nhóm đối tượng, có những người chúng tôi gọi là những người có công việc tốt, có thu nhập tốt, có địa vị trong xã hội, nghĩa là những người có những cái vị trí cao, thì họ thu nhập có thể trên 150 triệu một tháng, họ cũng thuộc vào tầng lớp những người giàu. Với những người này thì họ sẽ tập trung nhiều vào cái chuyện là cái chất của một cái khối gỗ, nghĩa là họ quan tâm tới chuyện làm sao để hiểu được những giá trị cốt lõi bên trong, làm sao để kết nối với những người khác để học hỏi được nhiều điều thú vị hơn. Và cái nhóm thứ hai là cái nhóm đối tượng mà chúng tôi gọi là họ thích thể hiện ra bên ngoài nhiều hơn, chúng ta có thể nhìn thấy rất dễ dàng, ăn mặc đẹp, xe cộ đẹp, nhà cửa sang trọng vân vân. Đó là cách mà chúng ta đâu đó để nhận diện những cái chân dung. Thì những đối tượng này xuất hiện ở đâu? Thì họ ở khắp mọi nơi, họ khắp mọi nơi, bởi vì ở ngay ở Việt Nam chúng ta thấy rằng chúng ta có đâu đó là 100 triệu người, và tầng lớp người giàu người ta hay nói chiếm đâu đó khoảng 10 đến 15% của dân số, thậm chí cả hơn nữa. Thì anh chị tưởng tượng là đâu đó trong cuộc sống chúng ta, người hàng xóm chúng ta, bạn bè chúng ta có rất nhiều những người đã rất là VIP, thì khách hàng rất là cao cấp rồi, thì họ thường ở khắp mọi nơi. Và những cái lưu ý mà chúng ta tiếp xúc với họ là chúng ta sẽ nhận diện họ qua cái cách họ ăn mặc, qua cái cách họ giao tiếp với nhau, cái đẳng cấp của họ. À, người ta hay nói là phong độ thì nhất thời, đẳng cấp thì mãi mãi, có nghĩa là chúng ta để ý tới cái đẳng cấp của họ giao tiếp, và quan trọng nữa là chúng ta cảm nhận được cái thần thái của họ khi họ giao tiếp, có là một cái sức hút của họ. Với một câu hỏi làm sao để vừa gặp lần đầu tiên đã biết đó là khách VIP. Sẽ một ngày tôi sẽ chia sẻ một công thức mà tôi hay nói rằng chúng ta chỉ có 6,9 giây để đưa ra một quyết định là chúng ta có liệu chúng ta có giao tiếp với một người nào đó hay không. Nhớ các anh chị, chỉ có 6,9 giây. Rất đơn giản, tại sao là 6,9 giây? Bởi vì đó là sử dụng tất cả 6 giác quan của bản thân mình để nhận diện chính cái điểm kết nối với cái người đối diện, 6 và 9. Và 6 cái giác quan đó, chúng ta biết chúng ta có 5 giác quan và tính luôn trực giác, đó là 6 giác quan, nghĩa là chúng ta cần phải có cái trực giác của mình gặp cái người đối diện. Và cái trực giác này không phải tự nhiên mà chúng ta có được, chúng ta cần phải có nhiều cái trải nghiệm trong cuộc sống, có nhiều cái cuộc gặp gỡ, nới rộng cái vùng an toàn của chúng ta ra để phải có nhiều cái trải nghiệm. Và chính những cái trải nghiệm này sẽ giúp cho chúng ta có một cái độ nhạy, chúng ta đọc vị được người khác, chúng ta có thể cảm nhận được người khác thông qua lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy họ, chúng ta trò chuyện với họ, chúng ta nhìn tích tắc hơn mình hiểu được họ là ai. Thì ở đây nếu đầu tiên biết khách hàng nó là VIP hay không, thì thật ra VIP hay không, thứ nhất là do cách họ thể hiện bên ngoài, cách họ ăn mặc và cách chúng ta trò chuyện. Có những người đôi khi ăn mặc rất là đẹp và giao tiếp rất là lịch thiệp, tuy nhiên khi họ mở lời ra họ nói chuyện, chúng ta có thể cảm nhận được có những gì họ đang chia sẻ nó không phải là cái mà mình đang thấy, không có tương xứng với nhau, thì đâu đó mình sẽ cảm nhận được cái khách hàng thật sự là VIP hay là không VIP. Và quay trở lại với câu hỏi này, đó là cách chúng ta nhận diện người khác bằng cái trực giác của mình, và hãy thông qua những cái việc mà chúng ta trò chuyện với nhiều người để tìm được, hiểu được cái cảm xúc và chúng ta đọc vị được người khác một cách dễ dàng khi chúng ta gặp bất cứ một người nào đó. Theo kinh nghiệm của tôi với những người rất là VIP, với những người khách hàng cao cấp, thì cái điều lưu ý đầu tiên là chúng ta phải thể hiện được cái sự khiêm tốn của bản thân mình bằng cách là chúng ta hãy lắng nghe, và chúng ta phải biết cách đặt những câu hỏi khéo léo để chúng ta khai thác một cái chủ đề người ta trò chuyện. Và đó cũng thể hiện cho cái người đối diện chúng ta thấy được rằng chúng ta đang muốn học hỏi, chúng ta có một cái gọi là một cái thôi thúc được giao tiếp, được học hỏi từ những người thành đạt, từ những người siêu giàu đó. Thì khiêm tốn, khiêm nhường điều đầu tiên, và để làm bằng cách nào, hãy lắng nghe. Thứ hai, cho hãy biết cách đặt câu hỏi để giao tiếp và để trò chuyện với họ.
Bởi vì những người này họ thích được chia sẻ, bởi vì tất cả những người thành công, những người giàu trong cuộc sống thông thường họ đã trải qua được rất nhiều những thăng trầm để được đến cái đỉnh của ngày hôm nay. Họ sẽ có rất nhiều những câu chuyện để chia sẻ và họ sẽ rất sẵn lòng để chia sẻ nếu như mình biết đặt câu hỏi đúng, khơi gợi đúng. Và cái điểm thứ ba là chúng ta thể hiện sự quan tâm của mình với họ một cách chân thành. Quan tâm với họ một cách chân thành nghĩa là sao? Đó là cách mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta giao tiếp, chúng ta trò chuyện với họ, chúng ta thể hiện sự quan tâm của mình, thay vì chúng ta gặp họ, tìm họ chỉ với mục đích là bán hàng. Không phải như vậy. Với những khách hàng VIP, với những khách hàng cao cấp, chúng ta cần một sự kết nối, cần một sự tạo một sự tin tưởng thông qua uy tín của cá nhân mình. Thì đây là những cái lưu ý mà các bạn cần phải để ý khi chúng ta giao tiếp với những khách hàng VIP. Và hãy nhớ thuộc lòng một cái chữ care trong chăm sóc khách hàng. Cái chữ care này bắt đầu bằng cái chữ C, chữ cờ trong tiếng Việt đó, có nghĩa là customer first. Lúc nào vậy, khách hàng là ưu tiên trước nhất. Tôi không nói khách hàng là thượng đế, tại vì thượng đế thì có nhiều cái quyền lực quá. Khách hàng sẽ là người chúng ta đặt sự ưu tiên lên hàng đầu. Đó là chữ C đầu tiên là customer first. Tiếp theo là chữ A, đó là attention to detail, nghĩa là để ý tới những cái chi tiết rất nhỏ. Tiếp nữa là chữ R, đó là respect, là sự tôn trọng. Một trong những nguyên tắc trong quyển sách Đắc Nhân Tâm, một trong những nguyên tắc vàng của Đắc Nhân Tâm có chia sẻ rằng hãy luôn luôn tôn trọng người khác, những người xung quanh của mình, bất cứ ai nha. Và đặc biệt là khách hàng phía thì càng phải tôn trọng họ nhiều hơn. Và cái chữ E cuối cùng đó là expert in everything, có nghĩa là hãy là một chuyên gia trong mọi lĩnh vực, cái để các bạn có thể làm bất cứ việc gì có thể để phục vụ khách hàng tốt nhất, chứ không phải đây là việc của tôi, kia là việc của bạn, mà phải tìm hiểu và học và làm rất nhiều thứ. Thì đây là công thức care mà tôi thường chia sẻ trong việc chúng ta chăm sóc và phục vụ khách hàng, đặc biệt là khách hàng VIP. Với câu hỏi thưa thầy, chân dung khách hàng VIP mình có thể thấy được từ nội lực từ bên trong hay đơn giản chỉ là hình thức ở bên ngoài? Tưởng tượng chúng ta là một cái khối gỗ, chúng ta có những cái chất, những cái giá trị cốt lõi bên trong, những cái phẩm chất, phẩm hạnh của một con người hay những cái tính cách, những cái ưu điểm của bản thân mình là những cái giá trị ở bên trong. Và những cái hình thức bên ngoài giống như một cái nước sơn, nó là một cái sự tô vẽ lên. Cả hai yếu tố chất của khối gỗ và nước sơn của khối gỗ nó phải hòa quyện vào với nhau và phải tương đồng với nhau. Bởi vì nếu chúng ta chỉ tập trung vào cái phần chất không mà bên ngoài chúng ta bỏ qua những cái yếu tố trang trọng, lịch thiệp, lịch sự, thì đôi khi chúng ta bị vô tình bị đánh giá nhầm. Ngày nay chúng ta phải tốt gỗ và tốt cả nước sơn luôn, chúng ta phải có những cái giá trị bên trong trước và chúng ta đồng thời xây dựng hình ảnh bên ngoài, hình ảnh thương hình của chúng ta, từ đó chúng ta có một cái sự giao thoa hòa quyện tốt nhất. Với câu hỏi này thì tôi có thể chia sẻ một cách ngắn gọn nhất, đó là chúng ta nhìn được nội lực của người ta thông qua cái thần thái của họ toát ra bên ngoài. Người ta hay nói câu là tâm sinh tướng, tâm tốt thì tướng mạo sẽ rất đẹp nha. Vậy thì nội tâm bên trong chúng ta sẽ được thể hiện bên ngoài và cái thần thái và những cái năng lượng chúng ta tỏa ra và cách chúng ta kết nối với những người xung quanh. Và hình thức bên ngoài cũng rất là quan trọng để đánh giá một con người đó, để kết nối, vì chúng ta chỉ có 6,9 giây để nhận diện và kết nối với những người xung quanh. Nếu chúng ta ít trao chuốt cho cái vẻ bên ngoài, chúng ta biết đâu cho để mất mỗi cơ hội để kết nối với cái người rất là quan trọng. Nếu chúng ta biết rằng mỗi công ty, mỗi cái doanh nghiệp, mỗi công ty, mỗi cái startup đều cần phải xây dựng một cái thương hiệu cho họ để người ta hãy biết tới, người ta có thể biết được những cái điều tốt đẹp, biết được sản phẩm, biết được dịch vụ và thông qua những cái chương trình truyền thông, quảng bá vân vân, giống như là mình đã nói là tốt gỗ, tốt cả cái nước sơn luôn. Thì đây là cách mà chúng ta xây dựng một thương hiệu cho một cái doanh nghiệp, và tương tự như vậy với mỗi cá nhân chúng ta cũng cần có những cái thương hiệu cá nhân, những điểm khác biệt của mình. Nói có ngắn tắt và vắn tắt và ngắn gọn, thương hiệu cá nhân là những gì người khác nhớ về mình hay nghĩ về mình khi mình không có hiện diện ở đó, thì đó là thương hiệu cá nhân. Thì chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân, và cái chữ bạn đang đặt câu hỏi này làm sao để cho người ta tin tưởng mình, nó nằm trong những cái ký tự mà tôi cũng sẽ viết ở đây. Một lần nữa thì lại lập lại một công thức CASE giống như hồi nãy. Những công thức CASE này được dùng cho việc xây dựng thương hiệu cá nhân, bắt đầu bằng chữ C, chữ cờ đầu tiên, đó là
core values là giá trị cốt lõi của mỗi người chúng ta, là cách chúng ta tìm được cái chất gỗ của bản thân mình, cái chất ở bên trong. Giá trị cốt lõi đó là việc chúng ta tìm được những điểm mạnh của mình, những tài năng của mình, đam mê của mình, tầm nhìn, sứ mệnh và thậm chí tìm được cái mục đích của chúng ta. Tiếp theo đó là chữ A, đó là appearance, là cái hình ảnh bên ngoài. Mình có chất gỗ rồi thì phải có hình ảnh bên ngoài, đó cách chúng ta trang phục, ăn mặc thế nào, đi đứng, cười nói, bắt tay, giao tiếp, trò chuyện như nào, thể hiện qua cái chữ A, appearance, là hình ảnh của thương hiệu. Tiếp nữa đó là chữ R, là chữ mà các bạn đang rất là quan tâm, đây là reputation, là xây dựng chữ một cái là sự uy tín của bản thân mình, người ta tin tưởng mình, người ta muốn giao dịch với mình, người ta muốn kết nối với mình. Khách hàng VIP muốn trò chuyện với bạn thì bạn cũng cần có một cái sự uy tín, một cái sự tự tin của chính bản thân mình. Thì sự uy tín này được xây dựng thông qua việc chúng ta thay đổi trong tâm tính của mình, là một người rất là tích cực, là một người luôn luôn nghĩ những điều tốt đẹp, người tích cực thể hiện những cái giá trị tích cực đó thông qua việc chúng ta giao tiếp, sử dụng ngôn từ tích cực trong giao tiếp. Tiếp nữa là chữ E là enthusiasm, là cách là chúng ta nhiệt tình, nhiệt huyết khi chúng ta giao tiếp, sử dụng những cái câu chuyện, cách giao tiếp tràn đầy năng lượng, là cái nghệ thuật mà chúng ta kết nối với những người khác. Và thêm một chữ là chữ S, chữ S phía sau đó là sincerity, là sự chân thành. Thì đó là công thức CARES, CARES ha. Thì đây cũng là cách để chúng ta xây dựng cho chân dung của chính mình, hay được gọi là chúng ta xây dựng thương hiệu cho cá nhân của chúng ta, để chúng ta có thể giúp khách hàng, những khách hàng VIP tin tưởng mình nhiều hơn.